Thầy xin chào các em. Ở trong video này thầy sẽ sửa chi tiết chapter số 44 dành cho học sinh lớp 10. Chúng ta sẽ bắt đầu nha các em. Thầy sẽ phân cái đề một cái. Rồi. Bắt đầu cái chapter này chúng ta trở lại với phần hình học. Và cái phần hình học của chương mã hóa này nó rất là quan trọng. Mã hóa có nghĩa là chúng ta sẽ học hình theo dạng phương trình đại số, nghĩa là giải tích hình học. Cho nên các em lưu ý là cái chương này là cái chương mà thầy sẽ cho bài tập nhiều, tại vì nó có liên quan tới cái lớp sau của chúng ta, lớp 11 và lớp 12 nữa. Cho nên cố gắng là cái chương hình học này mình gắng học tốt. Mấy cái chương khác có thể là mình căn bản tí, từ cái chương này mình phải lấy lại. Cho nên thầy có ghi ở trên đây mà thầy chưa dịch cho các em đúng không? If you can do anything about it, then let it go. Don't be a prisoner to things you can't change. Điều này có nghĩa là nếu như em không thể thay đổi bất kỳ cái điều gì về quá khứ của mình thì cứ để nó đi đi, đừng có ngồi suy nghĩ là uổng quá hồi đó mình không học, hay là uổng quá hồi đó tại sao tôi không làm. Giá như hồi đó tôi học chăm chỉ hơn, nếu mà mình đổi thừa mấy cái đó mình không có giúp được gì hết trơn á. Chưa, thầy có ghi nè, đừng có làm nô lệ cho những thứ em không thể thay đổi. Những thứ mình không thể thay đổi là cái quá khứ của mình đã làm cái đó, hãy để nó đi đi. Cái mà em có ở đây là hiện tại, hãy chăm bón cái hiện đại. Tại là cái gì? Chính là cái chapter số 44 này và những chapter về sau. Tất nhiên là các em cũng đừng lo lắng về những chapter về sau. Mỗi ngày cứ sống trong hiện tại, và một lúc nào đó các em sẽ thấy rằng cái lời thầy nói là nó đúng. Tại vì cái mà chúng ta có là cái hiện tại thôi. Cái kết quả của tương lai của em nó chính là cái khoảng thời gian mà các em chăm bón trong hiện tại. Cho nên hãy cố gắng là mỗi một ngày đi theo cái niềm tin mà thầy cấp cho các em. Chính vì mỗi ngày các em chăm bón một ít cho tương lai của mình thì các em sẽ dần dần hiện ra được cả một cái bức tranh lớn về ước mơ của mình. Chứ tất nhiên thầy cũng cũng thầy cũng không 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 hề nói rằng là môn toán thầy dạy nó là tất cả, nhưng mà nó cũng là một phần để giúp các em có thể thành công trong cuộc sống. Ở tuổi các em thì nên đầu tư cho việc gì? Nó là việc học thôi, đúng không? Cho nên khi mà các em mù mờ về con đường của mình á, hãy đi thử. Bây giờ tạm thời hãy đi thử trên con đường mà thầy vạch ra, được chưa? Nhưng mà phải luôn nhìn lại sau cái khoảng thời gian mà mình đã làm cái gì đó rồi mình mới mới thấy được á, là nó có ý nghĩa, đỡ hơn mà mình sống mà mình không có làm gì cả nha. Rồi đó là cái lời khuyên của thầy trong câu tiếng Anh này, được chưa? If you can do anything about it, then let it go. Let it go, nghe chưa? Let it go là đừng có suy nghĩ về về cái sự nuối tiếc trong quá khứ nữa. Hãy cố gắng đào luyện cái khả năng của mình ở hiện tại. Hãy tin thầy. Hãy tin thầy. Rồi, cái câu số 1 này này chúng ta dễ quen rồi đúng không? Cái câu số 1 này chúng ta chuyển vế, chúng ta giải bắt phương trình này thôi. Là nó sẽ ra được ít nhỏ hơn ít nhỏ hơn 7, ít nhỏ hơn 7. X nhỏ hơn 7. Còn câu này mình khai triển hạn thức ra là x bình nhỏ hơn x bình cộng 4x cộng 4. Cho nên nếu mà mình giải ra ở dưới là x sẽ lớn hơn âm 1 đó các em. Như vậy x sẽ chạy từ âm 1 cho đến 7. Như vậy nó sẽ lấy từ số 0 tới số 6 là 7 số nguyên. Mà 7 số nguyên là từ số 1 tới số 6 cộng lại, đúng không? Cộng lại thấy này là tử số 1 số 6 thì cộng là 1 cộng 6 nhân cho 7 chia 2, đúng không? 1 1 mua nào, đúng rồi, 1 cộng 6 nhân 7 chia 2 là nhiêu? Ra số lẻ hả? U1 1 1 cộng 6 nhân 6 chứ, thầy xin lỗi. Từ 1 tới 6 có 6 số nguyên à. Ủa, từ 0 tới 6. Cái này là 0 cộng 6.
nhân 7 chia 2 là nó ra được 21. Như là câu A. Tại sao thầy lại lấy cái này? Thầy thầy dạy mấy em là nếu mà em muốn tính tổng từ A tới B á, tính tổng từ A tới B á, thì em sẽ lấy A cộng B nhân cho N chia 2. N là cái số giá trị, cái số giá trị mà mình đếm. Thầy example cái đi, ví dụ như thầy thầy muốn cộng từ số 3 thì cộng tới số 2022. 2022 ví dụ như vậy. Thì làm sao mình cộng nhanh mà không cần máy tính, là mình sẽ lấy 3 cộng 2022 rồi mình coi coi từ 3 tới 2022 là nhiêu số, thì mình sẽ làm cái gì, mình lấy 2022 chia 3 cộng 1 rồi đếm coi nó nhiêu số á, 2020 đúng không, nhân 2020 chia 2 đó, đó là mình sẽ tính tổng từ 3 tới 2022. Mình tính tổng từ 3 đến 2022 á. Được chưa? Đó là cái cách mà thông thường thầy tính tổng của một cái dãy gì đó. Tất nhiên là các em có thể góp nhặt kinh nghiệm một ít từ thầy. Được chưa? Hoặc là các em có thể bấm sigma. Rồi, đó là lời giải của thầy ở câu số 1 nha. À, tất nhiên là các em cũng có thể cộng cộng thủ công. Các em có thể lấy 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6 cũng được, no problem. Tóm lại là nó có rất là nhiều cách để xử lý trong cái vấn đề này. Rồi, câu số 2 giải bất trình này thì giải như thế nào? Thầy sẽ quy đồng nha. Thầy sẽ quy đồng, cái này là 4x cộng 4. Còn cái này là trừ 2 với trừ 1 là trừ 2x cộng 2. Chia lại cho x trừ 1 nhân x cộng 1 nhỏ hơn 0. Rồi, thầy coi nãy giờ cái âm thanh có lên không? Ok, âm thanh lên nha. Rồi, bây giờ cái này là 4x trừ 2x là 2x cộng 6 chia cho x trừ 1 nhân x cộng 1 nhỏ hơn 0. Và hiển nhiên cái này là trừ 3, còn cái này là 1, cái này là trừ 1 đúng không? Chúng ta là các bảng xét dấu trừ 3, trừ 1, 1, âm vô cùng, dương vô cùng. Đây là x, đây là fx. Ngay đây là hai gạch và hai gạch, đây là 0 đúng không? Hệ số a dương, cái này dương âm, dương âm. So bây giờ mình cần lấy nhóm không, nhóm không lấy trừ cùng trừ ba hợp trừ một một, vậy là câu b đúng không? Câu b, tiếp tục là chúng ta sẽ làm câu số số 3. Câu số 3 thì nó cũng sẽ giống câu số 2, thì chúng ta cũng chuyển vế và chúng ta quy động thôi. Mình sẽ có là 3 chia 1 trừ x trừ cho 5 chia 2x cộng 1 lớn hơn bằng 0. Rồi bây giờ mẫu chung là gì? Mẫu chung là 1 trừ x nhân cho 2x cộng 1. Rồi chúng ta nhân cái này lên đây thôi. 3 nhân 2 x là 6x. 3 nhân 1 là cộng 3. Trừ 5 nhân 1 là trừ 5. Trừ 5 nhân trừ x là cộng 5x lớn hơn bằng 0. Xong rồi chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta nhân vô 1 trừ x như 2x cộng 1. Cái này là 6x cộng 5x là 11x. 3 trừ 5 là trừ 2 lớn hơn bằng 0. Và hiển nhiên á, đây chúng ta cũng giải tương tự thôi. Chúng ta giải này ra là 2 phần 11 đúng không? Còn cái này là 1, cái này là trừ 1. Lập bảng xét dấu ra. Trừ 1, 2 phần 11 và 1. Âm vô cùng, dương vô cùng. Đây là x, đây là fx. Đây là số. Tự nhiên thầy thấy sai chỗ nào? Cái này là 1 với âm 1 phần 2 chứ. Thầy xin lỗi. Âm 1 phần 2. Rồi, cái này là hai gạch, cái này hai gạch, cái này không. Hệ số a âm đúng không? Cho nên âm dương. Next. Bây giờ chúng ta cần lớn hơn bằng 0. Đề này có nghĩa là chúng ta cần lấy từ trừ vô cùng tới trừ 1 phần 2 hợp 2, 2 phần 1 đến 1 và 2 phần 1 đến 1 vuông. Cho nên đáp án là câu A đúng không? Câu A. Câu số 4. Câu số 4 này thì thầy sẽ bấm máy tính. Mod alpha A 2 2 trừ 1 5
-4. Nhỏ hơn 1 lớn 4, nhỏ 1 lớn 4 là C. Câu 5 này thì mình sẽ giấu nha mấy đứa. Cái này là trừ 3 phần 1. Trừ 3 phần 1. Còn này thì mình sẽ bấm máy. 1, 9, 2, 2, trừ 1, 5, trừ 7. Là vô nghiệm đúng không? Là vô nghiệm. Rồi mình để nó đi, vô nghiệm. Giờ mình sẽ giấu thôi. Cái này là x, cái này là bằng 1 x cộng 3. Cái này âm vô cùng, cái này dương vô cùng đúng chưa? Còn cái này là trừ x bình phương cộng 5x trừ cho 7. Còn cái này là fx. Cái này là trừ 3 phần 11, hiển nhiên là không. Còn cái này là không có gì hết đúng không? Cái này là dương âm, còn cái này là âm toàn liền. Tại vì do hệ số âm thì nó sẽ âm toàn liền. Cho nên này là dương âm giữa số 0. Cho nên cái này nó sẽ nhận giá trị dương khi nó nằm từ âm vô cùng nó trừ 3 phần 11. Đáp án là C các em. C. Câu số 6. Vector nào sau đây là vector chỉ phương, thầy có ghi ngay nha. Cái màu violet là vector chỉ phương của blue. Cái màu violet là vector pháp tuyến của red. Và tại sao lại như vậy? Đó là tiên đề. Nó là tiên đề. Mà cái tiên đề này không, thầy phát biểu tiếng Việt thầy sợ các em không có hiểu. À, thầy phát biểu tiếng Việt, vector chỉ phương là một vector có giá song song hoặc trùng với đường thẳng đang xét. Vector pháp tuyến là một vector có giá song song có giá vuông góc với đường thẳng đang xét. Nếu mà thầy nói như vậy đó, thì có thể các em không có hiểu được. Tại vì không có một cái thuật ngữ tiếng Việt thay thế nào để nó dễ hiểu hơn. Và khi như vậy chúng ta phải cần hình ảnh để chúng ta mô tả nó, và thầy đã mô tả cho các em xem và nó rất là đơn giản, không có gì khó hết. Khi một đối tượng vector mà vuông góc với một đối tượng thì mình gọi nó là vector pháp tuyến. Khi một đối tượng vector mà nó song song hoặc trùng với một đối tượng thì chúng ta gọi nó là vector chỉ phương. Và tại sao? Tại vì tiên đề. Được chưa? Tiên đề để chúng ta học. Tiên đề chính là cái mà chúng ta định nghĩa và chúng ta tin vào nó. Rồi, bây giờ vector để đây là vector chỉ phương của AB. Đó là chúng ta tính vector AB. Chúng ta tính vector AB là chúng ta sẽ có vector chỉ phương của đường thẳng AB. Rồi. Thầy tính nha. Vector AB nó sẽ bằng bao nhiêu? 1 trừ cho trừ 3 là 4. 4 trừ cho 2 là 2. Chúng ta đặt nhân tử số 2 ra ở cho còn 21. 21 là B. Chưa? 21 là B. Câu số 7, vector này ở đây là một vector pháp tuyến của đường thẳng đi qua này. Thì các em sẽ đi tính vector AB là vector chỉ phương nha các em. Vector AB là vector chỉ phương. Và 2 trừ 2. Từ đây chúng ta suy ra được vector pháp tuyến của AB là đảo bộ đầu lại là 22. Và ở đây chúng ta đặt nhân tử số 2 ra là 11 là câu C. Câu số 8, vector pháp tuyến của đường thẳng đi qua điểm A là AB thì vector chỉ phương. Ủa nó hỏi vector pháp tuyến luôn, vậy là AB luôn rồi. Vậy là câu này là câu D. Hiểu không? Một cái đường thẳng đi qua góc tọa độ và điểm A, góc tọa độ là gì? Không không. À, rồi thầy xin lỗi. Thì lúc này mình sẽ có vector OA là vector chỉ phương của nó là AB. Hiểu không? Vector OA là vector chỉ phương của nó. Cho nên từ đây nó dẫn đến về cái vector pháp tuyến nó chính là trừ BA anh em. Trừ BA đáp án là C. Trừ BA đáp án là C. Trừ BA với B trừ A là như nhau. Như nhau. Câu số 9. Nó nói là cái đường này có một vector chỉ phương là 3 trừ 4. Nó hỏi là đường thẳng delta vuông góc với D có vector pháp tuyến là cái gì? Vậy giờ mình vẽ cái mối liên hệ ra thôi. Nếu như đường thẳng delta là đường này và đường thẳng D là này, nó vuông góc với nhau đúng không? Mà chúng ta có vector chỉ phương của đường thẳng D là cái hướng này, cái vector chỉ phương là cái hướng màu đen hay vẽ. Là vector U 3 trừ 4. Cho nên chúng ta có thể kết luận á là cái vector chỉ phương của đường thẳng D nó chính là vector pháp tuyến của đường thẳng delta, tại vì nó mang về vuông góc. Cho nên đáp án câu này là câu của D luôn, của D nha. 3 trừ 4 luôn, nó không thay đổi. Câu số 10. Nó cho đường thẳng D có vector pháp tuyến là trừ 2 trừ 5 và nó cho đường thẳng delta vuông góc với đường thẳng D. Thì vector chỉ phương của đường thẳng delta là gì?
để các em không có rối trong những cái vấn đề thuật ngữ, các em phải vẽ hình ra thì các em mới có thể dễ dàng các em nhận biết được. Vẽ hình là cách tốt nhất để hiểu những cái bài như thế này. Bây giờ thầy có một cái đường thẳng delta và cái đường thẳng d vuông góc với nhau nha. Thì bây giờ nó cho ở đường thẳng d là cho vectơ pháp tuyến, thì vectơ pháp tuyến thầy vẽ như nè, các em hiểu không? Này là vectơ ND là bằng trừ 2 trừ 5 đó. Cho nên chúng ta có thể kết luận là cái gì? Vectơ pháp tuyến của đường thẳng d nó chính là vectơ chỉ phương của đường thẳng delta nha. Nhìn trên cái hình mình nhìn là mình thấy được. Còn ví dụ mình nói người chỉ phương pháp tuyến mà mình bị gói á, mình vẽ ra thằng quỷ nào song song hoặc trùng là chỉ phương, thằng quỷ nào vuông góc hoặc tuyến vậy thôi. Cho nên đáp án là câu câu gì, câu C, tại vì cái này mình đặt phân tử trừ ra là 25 đúng không? 25 rồi. Đây là toàn bộ lời giải ở chapter số 44, thì chắc chắn là một vài em sẽ lại bị sai. Ok, sai là tốt, được chưa? Sai là tốt, có giờ sai mình hãy la cái nào. Cho nên đừng đừng nản, quan trọng là never stop every day. Mỗi ngày mình biết thật ra là cái việc mà mình làm gì đó nó có ý nghĩa là được, nó có ý nghĩa với mình là được, miễn mình tạo ra một cái ý nghĩa là được. Và luôn luôn cố gắng, đừng có nhìn cái kết quả trong ngắn hạn, hãy nhìn cái kết quả trong dài hạn. Tại vì nếu em nhìn kết quả trong ngắn hạn á, nó sẽ destroy cái động lực của em và em sẽ chẳng thể làm được cái gì lớn lao trong đời hết. Để mình làm cái đó lớn lao trong đời, mình không có một một cái tầm nhìn dài hạn. Tức là trong ngắn hạn có thể nó sẽ không sinh ra kết quả, nhưng mà trong dài hạn em phải tin rằng một ngày đó nó sẽ tạo ra kết quả. Các em cần có như vậy. Còn nếu mà em không có niềm tin thì thầy không biết trả lời thêm em sao. Một người sống có niềm tin thì người đó không làm được gì lớn hết đó. Được chưa? Rồi, bye bye các em. Chúc các em học tốt. Bye.